Xin chào mừng quý bạn đến với kết quả của giải đấu U17, cập nhật bảng xếp hạng U17 Việt Nam. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã vô cùng bất ngờ với tỷ số không tưởng của một trận đấu. Nó là một trong những điều khiến cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ phải đau đầu để tính toán xem hiệu số bàn thắng bàn thua của chúng ta trong tương lai sẽ là như thế nào. Đầu tiên thì chúng tôi phải chia buồn với thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo với lợi thế sân nhà, cùng với đó là việc chơi trên chân đối thủ. Điều may mắn nhất của đội bóng đội tuyển quốc gia Việt Nam đã không đến khi không có bàn thắng. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã phải chịu một trận hòa trên sân nhà với đội bóng đối thủ là U17 Kyrgyzstan. U17 Việt Nam đã nhập cuộc tự tin, chơi bóng chủ động và tương đối là mãn nhãn với người hâm mộ Việt Nam. Nhiều phương án tấn công, nhiều phương án đánh chặn từ xa và phòng ngự. Như chúng tôi đã phân tích về sơ đồ đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam trước trận đấu. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên người Brazil Cristiano Ronaldo gặp khó trước hệ thống phòng ngự chắc chắn của đối thủ. U17 Kyrgyzstan kèm người rất chặt và tranh chấp mạnh mẽ. Các cầu thủ Việt Nam phối hợp và di chuyển không đủ nhanh để bứt ra khỏi sự đeo bám của đối phương. Trong hiệp thi đấu thứ nhất thì U17 Việt Nam không tạo ra được nhiều cơ hội. Trong khi đó, đội bóng này đã có những tình huống bỏ lỡ chưa phòng ngự phản công. Thế trận không có nhiều thay đổi cho tới hiệp thi đấu thứ hai. Phải đến sau 60 phút trên sân, U17 Việt Nam đã tạo ra sức ép đáng kể. Những pha phối hợp tấn công tốt xuất hiện nhiều, dù đội bóng chủ nhà đã gặp rất nhiều khó khăn về thể lực thể trạng. U17 Việt Nam không tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Ở chiều ngược lại thì đội bóng chủ nhà cũng may mắn khi không để thủng lưới. Những sơ suất của hậu vệ chủ nhà U17 Kyrgyzstan có hai tình huống dứt điểm ở rất gần khung thành. Họ cũng không thể đưa bóng trúng đích của đội bóng này. Đó là kết quả và những cái nhận định chia sẻ của chúng tôi về trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Kyrgyzstan. Nói chung, tiệu chung lại đó chính là việc cái duyên của cầu thủ trẻ Việt Nam đã không để hiện thực hóa thành bàn thắng vào lưới của đội bóng Kyrgyzstan các bạn ạ. Vậy là hiệu số bàn thắng bàn thua và một cái trận đấu thi đấu Kyrgyzstan sẽ là một trận đấu tương đối khó với thầy trò huấn luyện viên ông Cristiano Ronaldo về việc xét về hiệu số bàn thắng bàn bại và điểm số ở trên sân. Vì vòng bảng đấu G, chỉ ngay bảng đấu Y của chúng ta thôi, thì đã có một trận đấu đã có tỷ số 33-0 dành cho một đội bóng Tajikistan. Chiến thắng của U17 Tajikistan đã được dự báo từ trước, nhưng đội bóng này đã ghi tới 33 bàn thắng. Bàn thắng muộn nhất của Tajikistan được ghi ở phút thảm 3 của trận đấu, có nghĩa là trung bình cứ 3 phút họ chọc thủng lưới một lần đối phương. Chiến thắng đậm này giúp cho đội bóng này dẫn đầu bảng G với hiệu số là dương 33, xếp trên U17 Singapore, U17 Oman và U17 Guam. Muhammad Laref là người đã ghi lửa số bàn thắng này với 17 bàn thắng. Đây là một trong những kỷ lục dành cho những đội cầu thủ trẻ. Và phải nói rằng nếu như tỷ số này giữ nguyên thì đây có thể nói rằng là điều rất khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo để đối đầu với các hiệu số bàn thắng bàn bại ở trên sân. Chúng tôi cũng đã cập nhật và chia sẻ U17 Việt Nam của chúng ta chỉ có một trận hòa và đứng ở vị trí thấp hơn so với đội bóng Kyrgyzstan. Vâng thưa các bạn, hiện tại thì Yemen là đội bóng đã giành được 3 điểm. Vâng. Chúng ta sẽ phải chờ vì chỉ có 10 đội bóng đầu bảng, trong khi đó thì 5 đội bóng nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ là 5 đội bóng tiến vào vòng đấu sau. Nhưng nhìn thấy Tajikistan ghi tới dương 33 thì thấy rằng họ thực sự đã là một đội bóng cực kỳ mạnh. Trong khi đó, bảng đấu của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, bảng đấu Y thưa quý bạn, U17 Việt Nam phải đối đầu với U17 Kyrgyzstan và chỉ có được một trận hòa. Trong khi đó thì U17 Yemen đã có chiến thắng 3-0 với một cái hiệu số tương đối lớn là dương 5, tức là thắng 5-0 trước đội bóng Myanmar, cho thấy rằng U17 Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xét tuyển tỷ số trên bảng tính toán. Và nếu như U17 Việt Nam của chúng ta không vượt qua được thì có lẽ người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ đủ hiểu rằng đội bóng sẽ gặp khó khăn như thế nào nếu như xét vào vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Đó chính là kết quả mà chúng tôi vừa cập nhật với những cái tỷ số xuất hiện mà phải nói rằng hết sức là khó tin, đúng không ạ? Một cái trận đấu mà thắng tới 33-0 thằng vâng quý bạn. Trong khi đó thì đội bóng Bắc Triều Tiên cũng đã có 6 điểm với dương 7, Iran dương 6 cũng có được 3 điểm. Afghanistan cũng đã có được 6 điểm nhưng là hệ số dương 17. Trong khi đó Campuchia ở bảng đầu A thì ở vị trí nhì bảng với 2 điểm.
Ba 6 điểm và Dương 2. Bảng đấu B, bảng đấu C thì Trung Quốc đã có 2 chiến thắng và đứng ở đầu bảng với hệ số là Dương 8, trong khi Hàn Quốc sẽ có được 3 điểm đá một trận đấu và hiệu số là Dương 5. Trong khi bảng đấu D thì Ấn Độ có hiệu số là Dương 13 khi thi đấu với Brunei. Và đây có thể sẽ là những bảng đấu mà cạnh tranh trực tiếp với vị trí của đội tuyển quốc gia U17 Việt Nam nếu như họ tiến vào đấu sau với hiệu số tương đối lớn. Thái Lan chưa thi đấu với Turkmenistan nhưng mà Ấn Độ đã có chiến thắng 13-0 dành cho đội bóng này. Trong khi đó thì Iraq, Uzbekistan, Palestine cũng là những đội bóng cực mạnh và xét trên bình diện là ba đội bóng thì có thể nói rằng sẽ rất khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo trong quá trình thi đấu. Như vậy thì chúng tôi đã cập nhật bảng đấu Y của thầy trò huấn luyện viên người Brazil. Thầy trò ông đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 1 điểm và không có bàn thắng nào. Yemen đã có được chiến thắng 5-0 cho đội bóng Myanmar. Sẽ là một điểm xấu với thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vì những trận đấu tiếp theo thì họ sẽ phải gặp những đối thủ cứng cựa như Yemen hay là Myanmar. Khi họ đã không còn cơ hội để thi tiếp thì họ hoàn toàn có thể tạo ra một trận đấu sòng phẳng với bất cứ đội bóng nào, chơi mạnh, thô, mạnh, bạo và sẵn sàng phạm lỗi. Đó sẽ là một trong những thử thách cực lớn với đội bóng U17 Việt Nam tại sân nhà sân vận động Việt Trì Phú Thọ. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã nhận được thông tin từ đội tuyển nữ Việt Nam thắng trận giải đấu giao hữu quốc tế Trung Quốc. Vâng, đối đầu với đội bóng xếp thứ hạng là 48 thế giới, kém đội tuyển Việt Nam tới 11 bậc trên bảng xếp hạng. Ngay ở phút thứ tư thì đội tuyển nữ Việt Nam đã mở tỷ số khi tình huống tạt bóng vào của Tuyết Dung đã vô tình trở thành phá dứt điểm với quỹ đạo khó lường. Có bàn thắng sớm thì tuyển Việt Nam của chúng ta thi đấu tự tin hơn. Phút thứ 6 thì Hải Yến đi bóng bên cạnh trái của Uzbekistan vào vòng cấm địa dứt điểm và chệch cột dọc. Phút 20 từ pha phối hợp nhịp nhàng ở trung lộ thì Bích Thùy đã dứt điểm trúng thủ thành của Uzbekistan. Tới phút 35 của trận đấu thì đội tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 nhờ công của Hải Yến sau đường kiến tạo của Bích Thùy. 3 phút sau thì đội tuyển nữ Việt Nam suýt nâng tỷ số lên 3-0 khi Phạm Sự phá vỡ bẫy Việt Vị thành công khi đội bóng này đã dâng cao. Khoảng thời gian còn lại chứng kiến những sự thay đổi người của cả hai đội bóng. Và phát biểu sau trận đấu thì huấn luyện viên Mai Đức Chung cảm ơn sự thịnh tình của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng như là sự tiếp đón nồng hậu của ban tổ chức địa phương. Ông cũng đã cảm ơn khán giả Trùng Khánh đã đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam cũng như Uzbekistan. Vâng, một trận đấu phải nói rằng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã triển khai được thế trận vô cùng chắc chắn với những cầu thủ to cao đến từ đội bóng Uzbekistan. Chiến thắng 2-0 là một chiến thắng tương đối trọn vẹn với thầy trò huấn luyện viên người Hà Nội. Thưa quý bạn, huấn luyện viên Mai Đức Chung đang dần xây dựng một thế hệ mới, nền tảng mới và hướng tới việc là thi đấu ở giải đấu châu Á sắp tới. Vâng, đó là toàn bộ những cái thông tin về kết quả trận đấu cũng như là bảng xếp hạng của giải đấu U17 Việt Nam. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì hãy chia sẻ và bình luận ở phía dưới dành tặng cho chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau.